sau đó, có người không còn mất ngủ nữa. Sau đó, có người trả lại ký ức đã mượn từ trên trời. Nhiều khi, thay vì suy nghĩ làm thế nào để quên đi, chúng ta hãy hoàn thành một lời tạm biệt hoàn hảo. Chương 1 Chẳng lẽ là trọng độ mất ngủ? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Bác sĩ lời khuyên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Trắng theo tìm cùng lạnh hy sa ở giữa ước định. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Chi cũng đêm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Các ngươi hảo, ta gọi tà Khanh Hy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Các ngươi một cái chạy không được đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Chúng ta gặp qua. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Gặp lại không phải là vì gặp lại. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Mới biết yêu mùa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Người đến cùng nên tuyển ai? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.